cùng em thiếu gia Phan Thành, Mizu lận đận 10 năm mới dục dịch kết hôn. Primi Trương về đích trước với hai con. Một bên trở thành phú bà suốt ngày flex bất động sản. Một bên dù là mẹ bỉm hai con nhưng vẫn xinh đẹp, cả ngày khoe tổ ấm. Hơn 10 năm trước, showbiz Việt từng có mối tình ngọt ngào giữa nàng hot girl Mizu cùng thiếu gia Phan Thành. Cặp đôi trai tài gái sắc nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng và càng vui hơn khi cả hai còn chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Sau 2 năm hẹn hò, Phan Thành và Mizu được cho là đã làm lễ đính hôn. Chỉ tiếc là sắp đến ngày cưới thì ồn ào ngoại tình của chàng thiếu gia nổ ra, khiến Mizu rứt áo ra đi, kết thúc chuyện tình sắp thành chính quả. Mối tình kết thúc thì Phan Thành và Mizu mỗi người đều có cuộc sống riêng. Phan Thành tiếp tục qua lại với cô hot girl tên Vi một thời gian ngắn rồi chia tay. Sau cùng, người cùng Phan Thành bước chân vào lễ đường là Primi Trương, một beauty blogger, influencer và là người mẫu ảnh có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Primi Trương từng lọt vào top 10 hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh Miss Photo 2012. Cô được xem là tiểu thư lá ngọc cành vàng khi xuất thân từ một gia đình khá giả. Mẹ của cô là hiệu trưởng của một ngôi trường nổi tiếng được mệnh danh chỉ dành cho con nhà giàu, đồng thời bà còn thường xuyên làm giám khảo cho các cuộc thi hoa hậu. Sau khi kết hôn, sinh con, Primi Trương rút lui khỏi showbiz. Cô chỉ giữ mối quan hệ bạn bè với những người bạn trong giới giải trí như Ngọc Thanh Tâm, Phương Anh Đào hay tham gia những sự kiện về làm đẹp. Lại nói về đám cưới của Primi Trương và Phan Thành diễn ra vào năm 2021, có lẽ khó ai có thể quên được khi đây là một trong những đám cưới xa hoa lộng lẫy bậc nhất thời điểm này. Cũng có không ít tin đồn xoay quanh cặp đôi cho rằng cả hai cưới chạy bầu, song Primi Trương đã lên tiếng phủ nhận điều này. Đến thời điểm hiện tại, sau 3 năm chính thức về bên nhau, Primi Trương và Phan Thành đã có chung hai người con. Dù là mẹ bỉm hai con, song bà xã Phan Thành vẫn luôn giữ được ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo. Cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, gia đình trên trang cá nhân, cho thấy bản thân đang rất hạnh phúc. Không nhanh chóng như Phan Thành và Primi Trương, Mizu lại có phần trễ nải hơn trong chuyện lập gia đình. Năm 2016, nữ chính 4 năm 2 chàng một tình yêu chính thức trở lại chế độ độc thân. Và từ đó đến nay vẫn luôn chăm chỉ làm việc, vừa là giảng viên, vừa hoạt động nghệ thuật và vừa kinh doanh bất động sản. Từ hình tượng trong sáng như thần tiên tỷ tỷ, Mizu dần hướng đến hình ảnh phú bà xinh đẹp khi có trong tay sấp sổ đỏ dù chưa đầy 30. Nhan sắc trẻ trung bền vững, cuộc sống dư giả giàu có, lại không phải phiền lòng vì tình yêu, Mizu trở thành mỹ nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau thời gian dài ở chế độ độc thân, năm 2024, Mizu chính thức công khai chuyện kết hôn và tung ra loạt ảnh cưới khiến netizen vô cùng bất ngờ. Theo nhiều đồn đoán của cư dân mạng thì người mà Mizu chọn làm chồng là một thiếu gia của tập đoàn lớn, cũng có ngoại hình rất điển trai. Vậy là sau 10 năm kể từ mối tình với Phan Thành, cuối cùng Mizu cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình. Đám cưới của cô dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 năm nay. Nhiều thông tin tiết lộ rằng có lẽ Mizu sẽ làm một đám cưới riêng tư, bởi trước đó, lễ đính hôn của cô cũng diễn ra trong bí mật với sự góp mặt của rất ít khách mời là bạn bè thân thiết của cô dâu. Hình ảnh từ ngày trọng đại này cũng gần như không được tiết lộ ra bên ngoài, khiến netizen càng thêm phần tò mò hơn.